Ông hoàng cầm bóng, chiến thần cú nhây, bà chúa ăn vả, gọi tên Bruno. Liverpool revient 2-1 à 10 minutes de la fin de ce match. On remet Salah, relance tout. Ouais, enfin, Mo Salah qui trouve l'ouverture. Non, le ballon appartient à Manchester United. C'est ridicule de se bagarrer comme ça. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bóng Đá Sky.